Trời cái gì nhài rồi tao thui. Quay liếc mà tao thui tao hù vậy trời. Nhà tự động rồi mọi người. Tự động có người bấm. Hello mọi người. Hôm nay là đầu tiên là Tuấn quay lúc bàn đúng không? Ờ. Hôm nay là tập đầu tiên Tuấn quay á, nên là sao? Nên là có gì sai sót thì Tuấn ăn luôn. Sai sót có vô người Tuấn luôn. Nên gì có gì sai sót thì bỏ qua cho Tuấn nha. Nên là có gì sai sót có mọi người đừng chửi Tuấn nha, chửi lại á. Hôm nay tụi mình sẽ ăn cái này là ba chỉ. Ba chỉ. Cái này là bi chả. Ba chỉ luôn. Ba chỉ dài. Cái này ba chỉ mà đây là chỉ heo, cái này là chỉ bò. Không, ba chỉ bò hết luôn. Bị bò hết luôn. Ba chỉ là ba rọi luôn. Ba chỉ ba rọi giống nhau đúng không? Ba rọi, ba rọi. Ở đây là xúc xích. Xúc xích. Kim chỉ. Đây là nấm. Nấm linh chi. Nấm. Nấm linh chi. Hồi nãy đi mua đoán đó mọi người, Tuấn hỏi là bên đây ở đây có nấm không á. Nấm là nấm ạ. Tại Tuấn không có gần về tiếng Việt á. Còn tiếng Anh không biết chữ nào luôn. Rồi bỏ vô luôn đó, bây giờ bỏ lên nha mọi người ơi. Bắt đầu ba hôm nay luôn nha. Ngon lắm. Ngon lắm mọi người. Cái này chín khỏi đây nha. Gì? Cái này chín khỏi đây. Nghe khét luôn á, bỏ lên là nghe khét liền luôn á. Thử nghe khét không? Có miếng dầu chứ bé. Không, cái này có dầu ốp dầu rồi, mà bố mẹ anh chỉ gì đó. Mình hôm bữa là mình tưởng là mình không biết nấu ăn mọi người. Nhưng mà... Cái này nó báo cháy không ta? Không. Hồi nãy là búa là trái đấy có thêm ngâm. Cái xà lách. Chí gạo chí tí tô nữa giống Hàn Quốc luôn. Nhưng mà là không có mọi người. Ở dưới chung cư cũng có bán nên là... Ăn cái đồ này cũng không có đồ ăn ngấy lắm. Gì? Ăn trong chi đi bé. Có đồ mặn đó đúng không? Ê, trong tủ lạnh có... Có cái lừa lao á. Cái lùi vậy á. Không chung đỡ ngay. Cái này hợp không? Không biết, không biết, không biết, không biết. Ngon quá à. Thấy ngon quá à, thật rồi. Ngon quá ngửi. Ngon quá vậy. Thôi chú đi. Ngon lắm luôn. Đó giờ Hù mới là tướng ơn, đang được đúng lắm. Là mình mọi người mình sẽ ra ngoài ăn không à. Ít khi làm ăn cái này nó là ngu phồn á. Mình nghe ngu phồn bây giờ chưa thì nó ngon tự hết. Nó thì mình theo Phổ Đình á. Nhưng mà Phổ Đình không ăn ngu phồn một lần đó là không có để Phổ Đình lại luôn. Nó có đình cho tôi. Dạ. Thấy nó còn đỏ rồi bạn. Tụi thấy nó ăn đỏ mà. Không má. Ủa đây có nhiều lúc ăn cái này luôn. Thiên mi luôn á. Tôi thấy ăn tươi lúc sống mà tại lắm mọi người. Đây em sợ nó báo bé. Sợ nó báo. Tại nó cao vào đây mà. Nó bay lên đó. Nó không có cái đồ để không biết nữa mà. Chỉ là nhà ở chung cư thì ăn cái này á hơi cực đúng không? Đúng rồi, hơi cực đó bé. Không không, mình nước, mình nước từ đùi lúc mà đừng nước nhiều quá. Ừ. Nó ăn hết tươi. Quái quạt hả ta, nhà nó có quạt luôn. Còn quá là cái tương này tương của Hàn Quốc. Lúc mà Tuấn mua bò thì là nó cho tương cái tương này chấm ngon rồi. Thứ hai là mình thi với chứ không phải xe nó thích ăn cái kiểu mà dầu mè. Dầu mè muối tiêu á. Dầu mè rồi pha chung với muối. Rồi thêm một thêm miếng xíu tiêu nữa. Ăn rất là ngon luôn. Cái nướng này hay quá ha. Ừ. Nó ngon đúng không Thủy? Ngon ngon bé. Nó phải là mình đổ đưa than đâu đúng không? Tụi tụi là thù đó cho mình. Mình thi hôm qua kêu còn mua than nữa nhớ không? Không. Qua tướng ngủ anh Huy là qua quay múc bàn thịt nướng. Huy nói, trời cái gì mà cực dữ vậy? Cái gì mà mua lò, mua than, người đừng la dữ lắm nha. Tôi ủ cái gì vậy? Nhảy dưới quê nó mua than như bé lắm. Ôi, hơi một miếng ớt đúng không? Cắn cái đi. Tỉ không? Ngon quá. Này chắc múa là một tuần cái tướng ăn tầm khoảng 4 lúc. Cũng cưng hả bé? Ngon. Sắp tới tướng sẽ quay múc bàn nghe không? Là còn những tập đầu tiên đó tướng sẽ ăn những cái món mà yêu thích nhất của tướng từ trước bây giờ đó. Là bánh trứng trộn đúng. Nướng nè, mì gói nè.
chó gì. Hết những món mà Tuấn yêu thích nhất hiểu không? Và sau đó mọi người hãy comment cho Tuấn biết đó là mọi người muốn Tuấn ăn món nào mọi người hãy comment cho Tuấn biết nha. Comment nha mọi người. Cho miếng nấu đi bé. Bữa giờ hả, người ta kêu em làm video với anh quá trời luôn Tuấn. Đi Tuấn quay video mà mọi người cho mọi người khen Tuấn tự luôn á. Chưa ai chửi hả? Chưa ai chửi. Chuẩn bị mấy người chửi nè. Chồng dĩa đi. Chồng dĩa đi bé. Mọi người nhìn con đi ăn. Nhìn nha, nhiều thay đứng nhìn ái. Đây cái này mình phải có cái đồ hủ tiếu à. Anh thấy cái đó cũng ngon đó nhưng mà anh thích cái này hơn. Thì hỏi cái đó thôi, cái đó dài quá à. Em mất cổ. Cái món này nè. Đúng rồi. Và ít là nước chấm á. Bỏ lên đi. Nước chấm thiệt. Cái này ngon này ha. Trời trời nước. Cái thích ăn mà bên Google nó thích ăn dẻ sườn. Dẻ sườn mà có cái cục mà hơi sườn sườn sườn. Có cục sườn sườn siêu ốc. Siêu ngon luôn. Chị chỉ hết 3 chỉ bò nữa rồi. Cô em ăn dìm thăng bò. Nhưng mà không có sao đâu. Nó bay vô kệ rồi. Bay chứ không? Kìa. Kìa. Anh chim bà thóp. Kìa. Kìa con bông dẻ kìa. Chơi với mọi người ở ngoài bút bàn nha, với mọi người muốn Tuấn quay thử thách gì á đâu. Coi là kiểu mấy trò chơi mà điên khùng á. Mọi người cứ comment đi, Tuấn sẽ làm được hết. Thử thách nhấn ngọt một tiếng. Một tiếng thôi được rồi. Tiếng rồi hả? Một tiếng rồi. Lớn luôn á. Ít quá. Chơi làm gì á. Ít quá. Ít quá. Cái này hồi nãy mình có ớt đúng không? Có ớt đúng không? Có ớt mà Tuấn phải... Tuấn là người làm đó mọi người. Tuấn ớt đó mọi người. Tuấn ớt đó. Tuấn ớt điện thoại á. Tuấn tưởng là mình không biết làm thấy không. Nhưng mà cái gọi cho mẹ hỏi là cách thức làm đó thì cũng làm được. Tại vì nó có sẵn á. Thì ra cũng không có làm được luôn. Tại tự là tại vì khu ớt nó tặng cái lấy khu ớt nó bộ thật tươi. Cái khu ớt đổi thịt. Trộn vô không lên xong. Nếu mà đem nếm cái gì nữa là dùng cái thôi luôn. Tuấn còn định là luộc lên xong mới ớt mọi người tất chảy. Tuấn giỏi quá, Tuấn lấy chồng được rồi đó. Chắc đầu chú. Mọi người qua lên hai mọi người có đi đâu không? Nếu không đi đâu á, ở nhà coi clip của Tuấn. Ê, nãy thật sự không có ít nha, ai gì quá trời hả? Ừ, trời ơi, vừa nó bé. 1kg lần mà. Gì đó? Tuấn có ăn 2kg không hả? Hôm nay Tuấn ký bạn trai cho nên ăn xương 1kg thôi. Ngon quá. Đã quá đó Phi ơi. Đây. Tôi người dưới này ai mà giảm cường có nhìn kiểu này rất hiền. Khóc luôn. Không phải giảm cường nữa bé. Ủa vậy? Không, tôi được giảm cường lắm mọi người. Tôi ốm bên 5kg. Ốm lên hả? Ốm. Mọi người ơi, tụi mình chơi TikTok mọi người nhớ follow tụi mình trên TikTok nha. Ừ, đúng rồi, đúng. Ba đứa mình luôn. Ba đứa mình luôn mọi người ơi. Ốm lên, lên một. Cái gì nói? Miếng á. Miếng gì? Tụi mình anh thấy mình vừa rồi tụi mình biến hình nữa rồi. Biến hình ừ. Cái nha. Ở trên này đó. Thì thôi được rồi, xèo được rồi đó, xèo dễ thương rồi đó. Xèo cái nhào luôn không rồi đó. Không có nè. Nhưng mà thôi, tắt đi nó nhăn bé. Không có. Nó khét, nó khét. Không có hoài. Không có. Có tắt, tắt rồi, tắt luôn. Nó nhăn, nó nhăn. Thôi quá, tụi mình chuẩn bị phụ sống cái gì nha mọi người. Phụ á, mọi người biết phụ á, phụ nano á. Phụ nano. Phụ đầu đập á. Phụ bóng á. BD cấp bọn miền quê nha mọi người. Phụ bóng á hả? Xe định làm phim nói về cuộc đời của xe đó mọi người. Web ra quyên. Web ra mà. Web ra mà. Web drama. Ra mà không biết ra mà hay là ma nè. Ra nè. Ra mà luôn. Ra quyên ma luôn. Bộ phim nói về ma. Ra mà. Ra mà. Gà mà, gà đi mau, ma quỷ. Thôi tụi mình đã ăn xong hết rồi thì mong mọi người thích video này. Tập sau thì mọi người muốn Tuấn ăn món gì hay là muốn làm cái thử thách gì. Cái gì ghê quá. Ghê quá. Thử thách gì thì mọi người hãy comment cho Tuấn biết nha. Mọi người nhớ follow. Mọi người nhớ like và subscribe. Mọi người hãy like và subscribe kênh YouTube của Tuấn. Subscribe. Mong là mọi người sẽ vui khi mà xem video này. Có nói tên YouTube không? Nó không. Mà ông trên YouTube cũng áo rồi đó.
Quỳnh Thi kể giới thiệu đi. Ok, mọi người nhớ follow Quỳnh Thi, Tuấn cũng như là share nó trên Instagram nha, cũng như là TikTok của tụi mình luôn. Trời ơi, YouTube nữa. Tuấn nó nghe này, áo còn ướt mà lấy ra mặt vậy. Nóng đó mọi người ơi. Ủa là Tuấn ăn rồi người rổ mà hỏi chưa? Mình sẽ bỏ tất cả thông tin ở dưới hả? Thông tin cho mọi người xem nha. Phần mô tả nha mọi người. Phần mô tả hả? Ờ đúng rồi mọi người không. Bye bye. Nhớ comment cho Tuấn biết Tuấn nên ăn gì tập tiếp theo nha. Ừ, phải không mình nữa nha, không mình nó chửi. Ok bye mọi người. Bye. Nè đi đi tắt tắt lại đây tắt. Lại tắt giống hồi nãy lại tắt tôi vỗ là hai cái tắt. Ok. Lại vô ngủ nha. Trời ơi, đèn sáng quá à, phải tắt đèn hao điện quá mọi người ơi. Bye bye. Bye bye. Ê mày hay nữa mày nghĩ mày mới ủa mới 3 tiếng rồi chịu xem đâu hai bài vậy bài được phút quá hay quá luôn dạ. Bài đó hay luôn bài hay lắm mới 3 tiếng rồi ê gì đó chị hai lâm sát á lâm sát hả ừ gì hả